Đây là ủy nhiệm chi với nội dung là thanh toán lãi tiền vay ngân hàng. Ngày 17 tháng 2, công ty có vay tiền ngân hàng để trả tiền mua ô tô. Do đó, bắt đầu từ ngày 17 tháng 2 là công ty chúng ta bị tính lãi vay. Lãi vay thì được ghi nhận vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Trong trường hợp nếu như khi các bạn vay tiền ngân hàng mà tiền số dư của 111 và 112 còn ít và khoản vay đó vay về để trả cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì lãi vay đó được ghi nhận vào 635 chi phí hợp lý. Còn trong trường hợp công ty các bạn dư nhiều tiền mặt và tiền gửi nhưng vẫn đi vay thì chi phí lãi vay đó sau này quyết toán thuế chắc chắn cơ quan thuế sẽ gạt của công ty các bạn ra. Nên chúng ta lưu ý cần cân đối chi phí nào nên đưa vào, chi phí nào không. Và đối với chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phí nên chi phí hợp lý sẽ tăng lên, khoản tiền gửi ngân hàng sẽ giảm đi. Do đó các bạn sẽ hạch toán nợ tài khoản 635 có tài khoản 112. Thao tác trên phần mềm MISA như sau. Cho phân hệ ngân hàng các bạn chọn chi tiền. Đối tượng ở đây là ngân hàng. Diễn giải các bạn ghi là lãi tiền vay. Ngày hạch toán, ngày chứng từ 28 tháng 2, nợ cho tài khoản 635 có 112, số tiền 2.720.000. Hạch toán xong thì các bạn nhấn cất. Trong trường hợp nếu như các bạn muốn theo dõi lãi vay này cho khoản vay nào thì các bạn nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Sang phần mã thống kê, các bạn sẽ tạo một cái mã mới. Ví dụ như là tôi vay theo khế ước 01 chẳng hạn, tên là khế ước 01 ngày 17 tháng 2, tôi nhấn cất. Thì sau này tôi sẽ vào tìm kiếm chứng từ những khoản lãi tiền vay nào dành cho khế ước 01 thì tôi sẽ lọc ra và tôi biết được là tổng lãi vay hay gốc vay là bao nhiêu. Sau đó tôi nhấn cất. Đó là đối với công ty bạn nào mà thường xuyên vay ngân hàng thì các bạn nên theo dõi như vậy. Kể cả khi mà các bạn hạch toán lãi tiền vay ngân hàng, các bạn nếu như cũng muốn theo dõi thì các bạn cũng vào phần thống kê. Chúng ta chọn mã thống kê để theo dõi xem vay số tiền này của khế ước nào. Nếu như mà chúng ta ít vay, một năm vay một lần chẳng hạn thì các bạn không cần phải chọn mã thống kê nữa. Đó là lãi tiền vay ngân hàng. Nếu như mà các bạn hạch toán sai thì các bạn nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Các bạn click mở chứng từ ra, nhấn bỏ ghi, nhấn sửa, sửa xong thì nhấn cất. Nếu như hạch toán thừa thì các bạn nhấn bỏ ghi và nhấn xóa là được.